Rồi ha. Chào ông Sang Thơ, chào cô chú anh chị nha. Hôm nay em có lên bếp mai 20 cây nha cô chú anh chị. Chậu 6 nha cô chú anh chị. Mai này cũng mai lớn nha cô chú anh chị. Để em đo hoành thân cho cô chú anh chị xem nha. Cây này là nó có cái củ cô chú anh chị. Cây này là quái nha cô chú anh chị. Củ lớn lắm à. Này lực lắm, di tản rất đều luôn nha. Rồi để em qua cho cô chú anh chị xem. Củ quá đẹp của chú anh chị ơi. Đi cành đều luôn, để thông số của anh chị xem nha. Đo vị trí ngay đây nha cô chú anh chị. Ngay đây là nó 25 nha. Đo cái củ cho cô chú anh chị xem luôn. Củ là nó 38 nha cô chú anh chị. Ngang là nó hơn 1,5 m tính 1,5 m rồi của chú anh chị ơi. Chiều cao nó là khoảng 1,7 m á. Rồi cây mà mã số 00 này của chú anh chị nào có yêu thích thì alo em nha. Cây này em không có báo giá nha. Rồi tàn tròn đều luôn nha cô chú anh chị. Rồi ở cây. Rồi tiếp theo là mã số 41 C nha cô chú anh chị. 41 C, một cốt tàn thông luôn nha cô chú anh chị, tàn tròn đẹp luôn nha. Quá đều luôn, dây cành đều luôn nha cô chú anh chị. Dây cành không có lép chỗ nào chưa ha. Đo hoành thân của chị xem nha. Ở vị trí này là nó 23 nha cô chú anh chị. Nó ngang là nó 1,6 m nha cô chú anh chị. Chiều cao là nó khoảng 1,8 m nha. 1,8 m có trên 1,8 m nha. Tròn đều luôn, bông đều luôn. Đều luôn nha cô chú anh chị. Nó dảo nha cô chú anh chị. Cây 41C này em giao lưu với cô chú anh chị là 2,5 triệu nha cô chú anh chị. Đi cành đều luôn. Góc mập lù luôn nha cô chú anh chị ơi. Có đế luôn nè. Chi cành đều luôn. Số điện thoại của em là 0355 329 237 nha cô chú anh chị. Rồi đó. Rồi tiếp theo cô chú anh chị. Theo cây C42 nha cô chú anh chị, C42 một cốt đằng thông luôn nha cô chị. Tặng rất đẹp đều luôn, chi cành đều luôn. Nụ nút là ok luôn đó. Cái này nụ đều rất đều luôn nha cô chú chị. Càng đẹp luôn. Nụ khỏi chê luôn. Rồi để đâu hình thân của chị xem nha. Nụ dữ lắm, mỗi lá mỗi nụ đó. Hình thân nó 21 nha cô chú chị. Nó ngang là 1,5 m nha. Chiều cao là khoảng 1,6 m đó nha cô chú chị. Nụ nút là ok luôn. Bông là mỗi lá mỗi bông luôn nè. Đó chị xem nè. Mỗi nách lá mỗi có bông luôn. Không bỏ nách nào hết. Cái này nụ là kẹo luôn đó. Nút nụ đều luôn. Một cốt chi cành đều luôn nha cô chú anh chị. Cây C42 này em giao lưu là 2,2 triệu nha cô chú anh chị. C42 em giao lưu với cô chú là 2 triệu.
cành đều luôn, đẹp luôn, bao ship 200 km luôn nha cô chú anh chị. Nếu mà ở xa thì em nhổ bầu ra, em bó bầu, em tặng chậu cho cô chú chị luôn nha, tại vì ở xa để trên xe để chạy ưa bể chậu lắm. Rồi đỡ cây luôn. Rồi tiếp theo là cây C43 nha cô chú chị, một cốt vàng thông luôn, cành rất đều luôn nha anh chị, một cốt luôn chứ cành đều luôn. Đi cành đều luôn nè. Đấy là hoàn thân chị xem nha. Hoàn thân 21 nha cô chú chị. Tháng ngang là 1,5 m nha. Chiều cao là 1,6 m. Chân có 6 mình tính hết 6 thôi. Cây C43 này em giao lưu với cô chú anh chị là 1,8 triệu nha cô chú anh chị. Ship cho cô chú anh chị là 200 km ha. Chỉ cần đều luôn. Rất đều luôn. Thiếu chỗ nào chỉ cần ni luôn. Nụ chơi Tết là ok luôn nha cô chú anh chị. Rồi, đổ cây. Tiếp theo là cái C44 nha cô chú anh chị, một cốt nha, toàn thông nha, nụ ok luôn nha cô chú anh chị, cái này nụ dữ lắm, nụ luôn, nụ bự không à, cái này là nở ra là không thấy cây luôn á, nụ nút là chê chỗ nào, mỗi nắp lá mỗi nụ luôn. Cái C44 này là nụ dữ lắm nụ. Rồi đâu hoàn thân cũng được xem nha. Lông đầu, lông đầu. Cây này là 25 nha chị, bình thân 25 nha. Cái ngang là 1,5 m nha cô chú anh chị. Chiều cao là khoảng 1 m, khoảng 1,7 m nha cô chú anh chị. Dữ lắm bông luôn. Ồ, lông bông. Chị xem này, hết biết rồi. Ngày chơi Tết rồi khỏi chơi nữa, là mỗi lách lá mỗi bông luôn, không bự không à. Điều cái chân luôn. Gạch lên là có. Gạch lên là có à. Biết không luôn. Hồng. Thiết chỗ nào. Nút nè. Đây nè. Tôi bắt cho xem. Đủ bành bành luôn đó. Biết vào không. Cây C44 này em giao lưu là 2,2 triệu nha cô chú anh chị. Cái cành đều nó giả đây cho bông nó cho cũng nhìn xem nữa mấy cái nó không biết. Rồi quá đẹp luôn này nè, trời Tết là ok luôn, nở ra là không thấy nhánh luôn đó, chỉ thấy bông đó. Bông nó còn nhiều hơn lá nữa. Hả, giá rồi. Rồi rồi đỡ cây. Rồi tiếp theo là cây C45 nha chú anh chị, một cốt càng thông luôn nha. Nụ nút là ok luôn, bao nụ này luôn, cái gì luôn. Đâu hoành thân chị xem. Hoành thân 24 nha, tán ngang 1,5 m nha, trên 1,5 m tính 1,5 m thôi. Chiều cao cũng 1,5 m thôi luôn. Nụ nút khủng khiếp luôn nè cô chị xem nè. Bông nè, mắt biết bông không. Bông bự không à, đều luôn, chỗ nào chỗ nấy luôn. Rồi, quay mấy cái này cô chị xem nhỏ nụ nút nè, mắt biết không. Cái này cũng đế nở luôn nha chú anh chị. Cây C45 này em giao lưu là 2,2 triệu nha chú anh chị. Này moi lên là dưới là có đế luôn đó chú chị. Mà em không có moi, gấp quá em không có moi. Có đế luôn, hết biết. Có cũ luôn, đẹp luôn đó chú chị.
Rồi, giao lưu giá rồi. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo là cây mã C46 nha các anh chị, một cốt toàn thông luôn nha. Toàn đều luôn, chi cành đều luôn. Mai em là mai giảo hết nha bà con. Chi cành đều luôn. Nụ ok luôn nha bà con. Nút là đều gan luôn. Đầy đủ luôn. Đầy đủ chơi Tết luôn. Bao Tết cho chơi Tết cho bà con luôn nha. Ở đâu hoàn thành cho bà con xem ha. Cái này mà tàn hơi thưa chứ còn dày là giá không có giá giá này đâu nha bà con. Cái này là 21 nha bà con. Cá ngang là 1,5 nha bà con. Chiều cao là 1,6 nha. Cây C mà 46 em giao lưu là cũng làm 1,8 nha bà con. Ship cho con 200 km nha. Nụ nút là ok luôn, đều luôn. Rồi, hỏi cây. Rồi tiếp theo là cây mà cây C47 nha bà con, C47 nha. Ăn một cốt đều luôn nha, cây này lực lắm nha bà con. Nụ nút là ok luôn. Đế nở luôn nha bà con. Đế nở một cục luôn. Bông ok luôn. Có bông nè, bà con xem bông đi. Bông ok. Này đâu mình thân á. Cũng vậy xem nha, đo ngay vị trí này là 20 non 24 vậy tính 23 thôi. Cái này 23 nghe bà con. Quay vòng cái đế nở nghe bà con. Đẹp luôn. Rồi đấy đo chiều ngang cho bà con xem nha. Cái này là ngang là 1,4 nha bà con. Chiều cao là nó khoảng 1,7 đó nha bà con. Cây C47 này em giao lưu là 2,2 nha bà con. Cái này lực lắm mà bà con ơi, chi cành rất đều luôn, chi cành bự không đó. Đây nở luôn. Rồi. Ok. Cây. Rồi tiếp theo là cây C48 nha bà con. C48. Một cốt cần thông luôn. Nụ ok luôn nha bà con. Chơi Tết luôn. Vào chơi Tết luôn. Chi cành đều luôn nha bà con. Để đâu mình thân cho bà con xem nha. Thân 21 nha bà con. Cá ngang là 1,5 nha. Rồi. Chiều cao nó là 1,7 nha bà con. Rồi, ok luôn. Cây C48 này em giao lưu là 1,8 nha bà con. Ship cho bà con 200 km luôn nha. Số điện thoại của em là 0355329237 nha bà con. Rồi, chi cành đều luôn. Rồi, đổi cây. Rồi, tiếp theo là cây C49 bà con. C49, một cốt toàn thông luôn. Nụ nút ok luôn nha. Đó. Chi cành đều luôn. Lực luôn nha bà con ơi. Chi cành nè. Bự bự không á. Để đo hoành thân chị xem nha. Cái này cũng lực quá mà. Đây là 23 nha bà con. Thân 23. Để nở đó. Cá ngang là 1,5 nha bà con. Chiều cao nó là khoảng 1,8-1,9 đó.
có thừa đó, nụ bự bự không đó, nụ nước đều luôn, đều cây luôn, nó nằm chỗ nấy. Rồi cây C49 này em giao lưu là cũng là 1,8 triệu luôn nha bà con, nụ nước đều luôn, chơi tết rồi rất ok luôn nha bà con. Em tên Hảo nghe bà con. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo là cây C50 nghe bà con. C50 một cốc toàn thông luôn, nụ ok luôn. Ồ, nụ nút nụ bự không á. C50 em đâu hoàn thân cũng chị xem à. Cái này là 20 nghe bà con. Tán ngang là nó 1,6 m nghe bà con. Cái này cao cũng 1,6 m luôn nha. Ồ, nụ bà con thấy nè, cái này là chê tết là khỏi chê luôn, nụ bên nè. Ồ, hết biết bông chưa, bự bự không à. Chỗ nào đều cây luôn nha. Cây C50 này em giao lưu với bà con cũng là 1,8 triệu luôn nha. Đó, nụ nốt ok luôn. Rồi, đổi cây. Tiếp theo là cây C51 nha bà con. C51 cũng là một cốt cũng nha, tàn đều tròn luôn nha bà con. Tàn tròn do luôn, nụ nốt ok luôn. Đấy nè, nốt đều luôn. Rồi, cái đầu hoàn thân nó chịu xem à. Hoàn thân là 24 nha. 24. Có ngang là 1,5 m nha. Chiều cao cũng là 1,5 m luôn nha bà con. Cây C51 này em giao lưu là 1,9 triệu nha bà con. Xếp cho bà con 200 km nha. Nếu bà con nào ở xa thì em nhổ chậu bó bầu nha bà con. Ăn đừng cho bể chậu nha bà con. Bó bầu nhưng cũng tặng cái chậu cho bà con luôn. Rồi đó cây. Rồi. Tiếp theo là C52 nha bà con. C52. Tàn đều luôn, chọn một cốc luôn. C52 nếu nào hoàn thành cho chị xem nè. Cái này là vị trí này, cái này 18 nha bà con. Tháng ngang là 1,4 m nha. Chiều cao là 1,5 m nha. Cái C52 này em giao lưu với bà con là 1,5 m nha bà con. Tàn đều luôn. Thiết chỗ nào. Xếp cho bà con 200 km nha. Rồi đó cây. Tiếp theo là cây mã số C53 nha bà con. C53 tàn đều đẹp luôn nha bà con. Đều đẹp luôn, cành đều luôn. Lép chỗ nào chứ. Còn thân vị trí này là 23 nha bà con. Cán ngang là 1,5 m nha. Chiều cao là 1,6 m nha. Cái này bà con mà cây C53 này bà con về lặt, có 13 bà con lặt rồi kìa. Bà con 13 lặt ngày tết luôn nè. Cây này
Nụ nó nhỏ mấy cây kia thì mình đặt sớm một chút, sớm một ngày là nở ngay chân luôn. Cái này nó muốn xù rồi đó, xù cục mà bể xù luôn. Anh em nào phái cái cây xù là cái này là ok luôn đó nha. À, xù đó, à, anh em thấy không? Chảy rồi đó. Xù này như xù chảy rồi bà con ơi. Cái C53 này em giao lưu với bà con là 1,8 triệu bà con. Rồi. Ok. Rồi tiếp theo là cái C54 nha bà con, C54 chỉ cần đều luôn, tốt đều luôn nha bà con. Đều luôn. Cái này là nó có đế đó nha bà con ơi. Cái này anh em là thích chơi đế là cái này là hết sảy luôn đó. Đó, đế đều luôn đó, mau ra là đều luôn á. Đế đều luôn. Ở đâu mà thân cho quý vị xem à. Này là 22 nha. 22. Cán ngang là 1,5 m nha. Cao nó là 1,6 m nha. Cái này là bà con chơi Tết là 13 bà con lặt đưa vừa nha, cái này nè. Rồi 13 lặt vừa luôn. 13 lặt là ok luôn đó. Cái này nụ hơi nhỏ mình lặt sớm một chút. Cây C54 em giao lưu cũng là 1,8 triệu luôn nha bà con. Dây cành rất đều luôn. Thằng là ok luôn, nhiều gan luôn. Rồi đó cây, cái đây. Tiếp sau. Tiếp theo là cây C55 nha bà con, cũng một cốc càng thông luôn nha, dây cành đều luôn nha. Xem. Trên này nó bự nè. Cái này nó nhỏ, đo ngay đây đi. Đo ngay vị trí này nghe bà con. 24 nha. Cái ngang cũng 1,5 m luôn nha. Chiều cao nó là cái này chiều cao là tới đọt luôn là khoảng 2 m nữa nghe bà con. Cái này nó cao. Cái này cũng nữa bà con chơi Tết rặt 13 luôn nha. Đó. Cái này là 13 bà con rặt vừa. Hơi sớm hơn mấy cây kia chút, mấy kia nụ lớn mình lặt hơi trễ chút. Cây nào nụ bự thì 16 mình lặt, gầm 16 mình hãy lặt nha bà con. Chơi Tết thì cây như cây này thì 13 mình lặt là vừa luôn. Cây C55 em giao lưu là cũng là 1,8 triệu luôn nha. Rồi đỡ cây. Rồi tiếp theo cây là cây C56 nha bà con, C56. Cây này là để nở nha bà con. Đấy đẹp, rất đẹp luôn. Ăn đều luôn. Em đâu hoàn thành cô chú chị xem à. Rồi đo ngay vị trí này là 24 nha bà con. Ngay vị trí này là 24. Cũng nút đều luôn. Cái này là tán ngang 1,3 m nha bà con. Vì sao nó là 1,5 m nha. Nút ok luôn nha bà con. Này nút nè, để tôi nút cho bà con xem. Đều luôn, đều luôn. Nút đều luôn. Ok luôn. Cây C56 này em giao lưu với bà con là 2 triệu nha. Cây này là nhìn đế nở ra đẹp lắm nha bà con. À, bà con xem kỹ cái này đi, cây này là đế rất đẹp luôn. À, để qua chậm chậm cho bà con xem nha. À, đế rất đẹp luôn. Này là đế nở luôn đó. Rồi, ok cái này. Rồi, tiếp theo là cây C57 nha bà con, cây này lùng lực nha bà con. Bà con nào mà nhà mà ấy rồi phá chơi tán lùng là cây này hết sảy luôn nha bà con.
cành này rất đều luôn, lùng lực luôn. Nổ ok luôn nha bà con. Đây là hoành thân ra quý vị xem nha. Hoành thân nó là 22 nha bà con. Nhưng mà đo đây là khoảng 24, đo ngay cái này là khoảng 24. Cá ngang là nó 1m. 1m4 nha. Chiều cao nó cũng khoảng 1m4 luôn nha bà con. Cái này là ok luôn đó. Đó. Luôn, cái này lùng lực luôn nha bà con. Đó, rất đẹp luôn bà con ơi. Bà con xem kỹ nha. À, con xem kỹ cái này đi, lùng lực nhìn rất đẹp luôn. Nếu anh em nào phái lùng lực là cái này là hết sảy luôn. Cây C57 này em giao lưu với bà con cũng là 1,8 triệu nè, ship cho bà con 200 km nè. Rồi, rồi. Tiếp theo là cây C58 nha bà con, C58. Một cốt cần thông đều luôn nha bà con. Đủ là ok luôn nha bà con. Con xem này, đủ là ok luôn. À, một cốt rất đẹp, chi tràn rất lực nha bà con. Cây này là hoành 20 nha bà con. 20. Nụ dữ lắm, nụ luôn. Cá ngang là 1m4 nha bà con. Đó, nụ nút cây này ok luôn. Dữ lắm bông luôn bà con ơi. Đó, về không đó. Đó, biết không? Đó. Đúng thời điểm. Đúng thời điểm luôn đó nè. Nè, dập cho con coi nè. Đó, nụ nè. Điều cây luôn đó. Cây C58 này em giao lưu là 1,6 triệu nha bà con. Chứ rồi con 200 km luôn. Đó, nụ nút kìa. Cái C58 này là nụ dữ dằn. Dữ luôn. Rồi, đổi cây. Rồi. Tiếp theo là cái C59 nha bà con. C59. Một cốt chi cành rất lực luôn nha bà con. Đều luôn. Đó. Mình xem nè. Chi cành này thiếu. Mình chê được đâu. Cành đều luôn, bông ok luôn bà con. Này để đâu hoàn thành bà con xem. Thân là 21 nè, cá ngang 1m5 nè, chiều cao cũng là 1m5 luôn nha. Nụ nút con xem, nó dữ lắm, nó luôn, đùm. Đó, con xem kỹ đi, nút này, chỗ là 2-3 bông luôn, đùm. Đùm không à, về. Lách 2-3 bông cũng có luôn á. Này cái nụ. Này, để quay đây, chỗ này nè, con xem nọ, thấy hả, hết biết không? Cây C59 này em giao lưu với bà con là 2 triệu nha bà con. Rồi đổi cây luôn. Rồi tiếp theo là cây 60C nha bà con. 60C60. Càng đi luôn. Cây này là cây chậu 5 nha bà con. Nãy giờ em quay là cây chậu 6. Cái này là cuối clip là cây chậu 5 nha bà con. Nụ nút rồi bao cho bà con luôn đó. Đều luôn. Ừ, lấy đâu mà thân chị xem này, này có cái đế nở lắm, cục luôn nè. Thân ngay vị trí này là 22 nha bà con, ngay vị trí em đo nè nghe bà con, cá ngang là 1,5 m nha bà con, chiều cao nó cũng 1,5 m luôn nha, nụ nút là ok luôn, đó bà con xem nè, nụ là ok luôn. Ờ, dễ đó. Điều luôn. Ờ. Cái này là dư nụ luôn đó bà con ơi. Đặt ra là thấy nụ luôn đó.
cây C60 này em giao lưu là 1,6 triệu nha bà con. Rồi chào bà con nha, clip mai của em đây là giao lưu bà con, chúc bà con vui vẻ nha, xem clip của em nha. Rồi chào bà con.